Bồn Dầu. Điểm Bồn Dầu chạy xuống điểm dưới chắn này tầm khoảng 1-2 lý nữa. Tính từ cái điểm dưới chắn này chạy về quê hương chí công Pháp trên đây tầm khoảng 7-2 lý. Đây là cửa thị trấn Khoan Dí Cửa nằm đây, chạy xuống điểm Bồn Dầu. Thì mấy anh em Pháp cũng lặn quanh bản chờ đây thôi, cách tầm khoảng cách điểm tầm khoảng 1-2 lý, 2-3-2 lý gì thôi. Buổi chiều rồi cũng đông lắm, cánh bạc gió dưới màu trắng nằm ngay đây. Hôm nay thì Mỹ cũng còn đi ghi Pháp ha. Đây là bạn Mỹ kênh Người Làm Biển Chí Công. người Làm Biển Chí Công xin chào khán giả của Pháp nha. Chúc buổi tối khán giả của Pháp có một buổi tối xem clip vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Rồi, cảm ơn Mỹ nhiều. Giờ Pháp chuẩn bị đồ để nhảy lặn bắt hải sản thôi.
loại á, lưỡi sò lông đế viên, sò lưỡi đỏ đế viên. Hôm nay sò cũng giá nó cũng xuống lại rồi, giá nó xuống lại khoảng 10%, nó xuống 3 hoặc 4%, còn 50 thôi. Sure.